tài lộ diện, phiên bản hội nhập sẽ là sự tranh tài giữa các đại diện trong hai bảng đấu đang rất được mong đợi. Bảng đấu tinh hoa với sự xuất hiện của ảo thuật gia Henry Show đến từ Ai Cập và ảo thuật gia Hola đến từ Ấn Độ. Cùng với đó, trong bảng đấu hội nhập sẽ là sự góp mặt của hai đại diện tài năng đến từ nước chủ nhà Việt Nam, ảo thuật gia Alex Nguyễn và ảo thuật gia Nam Ni. Sự tranh tài giữa các ảo thuật gia trong hai bảng đấu sẽ mang đến những bất ngờ thú vị ra sao? Và ảo thuật gia nước ngoài nào sẽ thuyết phục được hai bác bình luận ảo thuật gia Hoàng Nghiêm? Cái cuối cùng các bạn là thật sự mở ngoài. Ca sĩ Nguyên Vũ. Thật sự là lúc đó mà nếu mà Nguyên Vũ không kiềm chế là Nguyên Vũ cũng muốn chạy lên giúp bạn. Sợ lắm bạn à. Nghệ sĩ Kiều Anh. La bất chấp la không còn biết sĩ diện là gì. La cũng không biết là mình đã có tuổi. Và Á Hậu Hà Thu. Làm cho mình không có thể dừng lại và cứ mong chờ những cái phần tiếp theo nữa. Tất cả sẽ có trong tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 28 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và được phát lại vào hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.